Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chấn động, Trịnh Văn Quyết được tôn lên hàng đệ nhất siêu lừa. Dung môi 1,5 tỷ, câu được tới 4.500 tỷ. Trước đây, ông Trịnh Văn Quyết bị bắt bởi tội thao túng thị trường chứng khoán, thu lợi bất chính trên 500 tỷ đồng. Tuy nhiên, đấy chưa phải là tội duy nhất mà ông Trịnh Văn Quyết phải gánh. Mới đây vào ngày 25 tháng 8, báo chí đồng loạt công bố ông Trịnh Văn Quyết nâng khống vốn điều lệ của FLC Faros từ 1,5 tỷ lên tới 4.300 tỷ. Điều đặc biệt là ông Quyết đã bán vốn điều lệ khống ra ngoài công chúng để thu tiền thật. Lên hình ảnh ông Trịnh Văn Quyết. Được biết, tối ngày 25 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an C01 đã có thông tin chính thức về việc khởi tố bổ sung tội danh mới đối với cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và kết quả điều tra ban đầu hành vi sai phạm. Đây là tội được khởi tố bổ sung ông Trịnh Văn Quyết và các cá nhân có liên quan với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần xây dựng FLC Faros và các công ty có liên quan. Ngoài ông Trịnh Văn Quyết thì bà Hương Trần Kiều Dung, cựu phó chủ tịch tập đoàn FLC và hai em gái của ông Quyết là Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế cũng bị khởi tố bổ sung cùng tội danh. Đây là hành vi được C01 liệt vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nâng khống vốn của công ty cổ phần xây dựng FLC Faros. Hành động nâng khống vốn diễn ra từ năm 2014 cho đến năm 2016, ông Trịnh Văn Quyết đã làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng, tương ứng là 430 triệu cổ phần trong công ty cổ phần xây dựng FLC Faros. Và công ty này niêm yết 430 triệu cổ phiếu mã ROS trên sàn chứng khoán. Cựu chủ tịch FLC đã bán, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư. Đây là hình ảnh dùng 1,5 tỷ câu được tới 4.500 tỷ. Tính đến ngày 24 tháng 2 năm 2021, bị can Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Trịnh Minh Huế bán toàn bộ cổ phiếu ROS mang tên mình và tên 5 cá nhân khác, thu được hơn 6.400 tỷ đồng. Cựu chủ tịch FLC đã rút tiền mặt từ việc bán cổ phiếu để chiếm đoạt. Tổng số tiền bị can Quyết thu về sau khi bán chui cổ phiếu là gần 1.700 tỷ đồng. Mục đích là hưởng lợi bất chính hơn 530 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngay sau khi xảy ra vụ việc bán chui cổ phiếu, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã hủy giao dịch toàn bộ số cổ phiếu do ông Quyết bán ra. Những nhà đầu tư đã mua số cổ phiếu này may mắn được hoàn tiền. Bộ Công an đã phát thông báo tìm các nhà đầu tư bị thiệt hại khi mua mã chứng khoán như FLC, ROS, ART, 2, AMD hoặc GAP. Như vậy là những cổ đông đang nắm họ cổ phiếu của FLC hiện nay đang nắm một mớ dây lộn. Việc để ông Trịnh Văn Quyết và các người liên quan đã dùng có 1,5 tỷ đồng để lấy tới 4.500 tỷ đồng của công chúng không chỉ là lỗi của người đã bị bắt, mà người dân còn đặt câu hỏi rằng cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát, đó là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ở đây đâu ra mà để ông Trịnh Văn Quyết lừa một số tiền khủng khiếp đến như vậy. Có người thì cho rằng nếu Sở Giao dịch Chứng khoán, Cơ quan Kiểm toán, Cục Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư mà làm việc nghiêm túc, làm việc có trách nhiệm thì đã không để tình trạng lừa đảo của ông Trịnh Văn Quyết xảy ra một thời gian rất dài đến như vậy. Vụ FLC đang bùng ra tình tiết rất mới, còn khủng hơn cả tình tiết ban đầu. Rất nhiều người đặt câu hỏi rằng còn bao nhiêu FLC như thế nữa. Sự tắc trách, sự vô trách nhiệm của các cơ quan nhà nước đã để cho một siêu lừa lộng hành trong một thời gian dài và xã hội đã mất đi một lượng tiền rất lớn chưa từng thấy từ trước đến nay. Đây là hình ảnh ông Trịnh Văn Quyết bị phạt thêm tội lừa đảo. Trên mạng xã hội ngay lập tức phong cho ông Trịnh Văn Quyết là siêu lừa số 1. Có người cho là siêu lừa số 2. Không biết với những người tặng cho ông Quyết biệt danh siêu lừa số 2 thì với họ siêu lừa số 1 là ai đây? Có người nói siêu lừa số 1 là một người đang lừa dân tộc từ năm 1945 cho đến nay, nhưng họ không nói là ai. Mà có lẽ người được cho là siêu lừa số 1 ấy chắc chắn đã chết. Hiện tại người đang sống không ai siêu bằng ông Trịnh Văn Quyết. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Làm gian không chịu thừa nhận
chính quyền giúp sư tà rồi từ chối bay, chối biến. Như tờ Thời báo.de đã có bài phân tích trước đây, việc làm của ông Thích Trúc Thái Minh không chỉ là hành nghề mê tín dị đoan mà còn có dấu hiệu lừa đảo dựa vào sự mê tín. Lẽ ra ông Minh phải chịu sự trừng phạt của pháp luật thì ông lại được chính quyền nâng đỡ bằng cách thuyên chuyển đi nơi khác và trao cho trọng trách mới. Cũng theo thông tin đã chia sẻ thì cách thuyên chuyển của ông Thích Trúc Thái Minh là cách làm đặc trưng của chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cứ ông quan chức nào dính tai tiếng, phạm lỗi, phạm luật thì được thuyên chuyển sang chức vụ khác, thậm chí còn cho lên chức để thách thức dư luận xã hội trong và ngoài nước. Đây là hình ảnh bài báo Tuổi Trẻ đăng ngày 23 tháng 8. Vào ngày 23 tháng 8, tờ báo Tuổi Trẻ có bài viết rằng Đại Đức Thích Trúc Thái Minh làm phó ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Bình. Trong đó đã dẫn lời ông Trần Đức Thủy, trưởng ban tôn giáo tỉnh Quảng Bình, xác nhận Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, Quảng Ninh đã được chấp thuận đảm trách phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam của tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2022-2027, kiêm trưởng ban Phật giáo quốc tế tại Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Bình lần thứ 4 vừa qua. Sau bài báo, mạng xã hội đã dấy lên phản ứng mạnh mẽ về việc chính quyền đã thọc tay quá sâu vào tôn giáo và nhiều người cho biết đây chỉ là chỉ dấu tôn giáo phục vụ cho chính trị của Đảng. Có người thì cho biết Phật giáo Việt Nam đang bị xấu hình ảnh bởi Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tôn giáo lẽ ra không phải là công cụ chính trị của Đảng, nhưng trong trường hợp này Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã không phục vụ cho những giá trị cao cả mà Phật đã dạy, mà lại phục vụ cho những thủ đoạn đầy màu sắc của chính quyền, muốn biến cả dân tộc Việt Nam thành một xã hội mê muội và ngu dân để dễ trị. Điều đáng nói là trong bài viết của báo Tuổi Trẻ có tiết lộ rằng Sở Nội vụ Quảng Bình duyệt cho Thích Trúc Thái Minh chuyển công tác. Vậy thì đây là gì? Không phải là hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam đã dùng Phật giáo là công cụ hay sao? Thật quá lộ liễu và không thể che giấu được nữa. Bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam là lấy sai che đậy cái sai. Và lần này phía chính quyền của Đảng đã dùng đến chiêu bài như vậy. Được biết vào ngày 25 tháng 8, báo Tuổi Trẻ lại đăng bài báo mới nói rằng trưởng ban tôn giáo Quảng Bình phủ nhận phát ngôn của mình về Đại Đức Thích Trúc Thái Minh. Từ phủ nhận nói theo ngôn ngữ bình dân tức là chối. Lời ông Trần Đức Thủy vừa trước đó 2 ngày trên mặt báo thì sau đó ông lại chối liền. Đây là hình ảnh bài báo báo Tuổi Trẻ đăng tiếp theo vào ngày 25 tháng 8. Ngày 22 tháng 3 năm 2019 khi đó, báo Thanh Niên cũng có bài mê tín dị đoan công khai ở chùa Ba Vàng với nội dung phản ánh là hoạt động mê tín dị đoan dưới hình thức truyền bá, vong báo oán, giải nghiệp và nhận tiền dưới hình thức công đức đã diễn ra công khai trong nhiều năm tại chùa Ba Vàng thuộc thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Đã thành lịch cố định cứ mỗi tháng 3 đợt, mỗi đợt 2 ngày vào các ngày 7 đến 8, 13, 14, 29, 30 âm lịch. Tại chùa Ba Vàng lại diễn ra lễ thỉnh vong giải nghiệp và tuyên truyền về chuyện vong báo oán thu hút hàng ngàn người tham dự. Tại đây, mọi người được nhà chùa tuyên truyền rằng ma quỷ là có thật, ai cũng có thể bị vong đeo bám, muốn thoát nạn thì buộc phải trả nợ cho vong, từ vài triệu đến vài chục triệu đồng thông qua hình thức công đức vào nhà chùa. Tin lời, có rất nhiều người đã bỏ ra những khoản tiền rất lớn để mơ rằng sẽ đuổi vong, đuổi ma, đuổi quỷ. Đây hình ảnh, hành nghề mê tín, dị đoan từ nhiều năm qua vẫn ngang nhiên diễn ra tại chùa. Hành động ngang nhiên, hành động mê tín ấy cũng không được chấn chỉnh mà kéo dài đến hôm nay với hành động là hốt tiền trong ngày lễ Vu Lan. Sự việc tồn tại đã quá lâu với cộng đồng và hành động chính quyền bao che và giữ quyền chức cho ông Thích Trúc Thái Minh đã nói lên tất cả. Ông không hề bị kỷ luật hay bị thanh tra, bị phát giác cũng như lên án gì từ phía chính quyền. Chính quyền cũng đang chủ trương giật dây cho các chùa chiền quốc danh hành nghề mê tín dị đoan. Dù có chối thế nào cũng không thể giấu được bản chất của nó.